Bây giờ mình sẽ thu hoạch cải nha. Đây là cái hàng cải xanh. Ủa, mấy cái chậu cải xanh mình trồng đó. Có một số thì nó cao, có một số thì nó cũng còn hơi nhỏ. Kiểu giống như cây nào nó tốt á, thì nó sẽ cao hơn những cái cây kia. Tại mình trồng nó hơi dày á, nên mình lựa những cái cây cao mình ăn trước. Ôi nhỏ lộn cây nhỏ. Cái cây này mình để lại đi. Cái cây cải xanh này nó có bông rồi nè mọi người. Đây nè. Con cây này cũng có bông rồi nè. Xong, cuối cùng mình cũng đã tiễn xong những cái cây cao nhất nha mọi người. Còn những cây thấp thì mình sẽ để lại nha. Đây. Mấy cái cây cải ngọt của mình hôm nay nó có bông vàng đẹp quá luôn nè mọi người. Nó quá chừng bông luôn nè. Không rồi, mình thấy nó nở bông nhiều quá, cái mình không có nở ăn á, mình để ăn, mình ngắm mấy cái bông này nè. Nhìn nó đẹp ghê luôn á. Đây nè. Mọi người, chào mừng mọi người đã đến kênh ẩm thực Kim Hằng nha. Đến với kênh của mình đó, mọi người đăng ký kênh, nhấn chuông like, ủng hộ mình nha. Thì hôm nay á, mình cũng sẽ vào bếp làm một món ăn rất là đơn giản. Đó chính là món mì gói và cải xanh đó mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng vào bếp với mình nghe. Let's go. Cải và hành thì mình cũng đã lặt và rửa xong luôn rồi nha mọi người. Đây là thịt nè, đây là nấm đùi gà nè, và đây là hai trái cà chua để lát mình trang trí nha. Đây là mì để làm nguyên liệu hồi mình làm món mì trộn đó mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng vào bếp nha. Bây giờ mình sẽ sắt nấm nha. Bây giờ mình sẽ sắc cải luôn nha. Nặng lát mình xào cái mình sẽ cho cải vào. Mình sắc khúc khúc gì nè. Giờ mình sẽ sắc hành nha. Đúng rồi nha, bây giờ mình sẽ cho hành tím vào phi nha. Mình cũng thơm rồi nha. Bây giờ mình sẽ cho thịt bằm vào nha. Bây giờ mình sẽ cho nấm vào luôn nha. Xin thêm gia vị nha. Mình cho miếng đường, muối, bột ngọt, hạt nêm,
cho ít dầu hào luôn nha. Bây giờ mình xin thử một điều cho ngắn như vậy, cái hạt mình cho cải vào. Bây giờ mình sẽ cho cải vào luôn nha. Chín rồi nha, bây giờ mình sẽ cho hành vào. Bây giờ mình sẽ cho mình vào trong cái tô để mình chế nước sôi nha. Cho hai cái mì vào trong tô, bây giờ mình chế nước sôi. Ngập gói mì luôn, mình sẽ lấy cái nắp đậy lại đang cho mì chín nha. Khi mình đã chắc nước ra rồi nha, bây giờ mình sẽ cho cái bịch sốt vào nha. Giờ mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ cho cái phần thịt và rau hồi nãy mình xào á, bây giờ mình sẽ trộn chung luôn nha. Thơm quá chừng luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ bày ra đĩa luôn nha. Quá chừng hấp dẫn luôn. Hôm nay thì mình sẽ ăn mì trộn rau cải xanh nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn chung với mình nha. Món mì trộn rau cải xanh của mình cũng đã xong rồi nha. Trong món mì này thì có thịt bằm, thịt heo bằm này nha. Rồi có nấm nè, rồi có hành lá, rồi có cải xanh. Và mình trang trí bằng cà chua nha mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn chung với mình nha. Bây giờ mình sẽ mời mọi người uống trà đá với mình nha. Trời nóng nực quá, khát nước nữa. Mời mọi người uống trà đá nha. Đã khác. Bây giờ sẽ đến cái mạng ăn mì của mình nha mọi người. Mời mọi người cùng ăn chung với mình nha. Hấp dẫn quá đi. Mời mọi người cùng ăn mì. Ngon. Nói chung á, mình trồng rau cải nhà tiện lắm mọi người. Hỏi là muốn ăn mì hay là ăn canh riêu vậy mà có rau. Mọi người ăn nấm nè. Bằm béo mọi người. Bằm có mua thêm miếng ít mỡ á. Trang trí thêm ít cà chua.
Ngon. Ngon. Và quá đã. Mình hay ăn mì lắm. Mì đơn giản. Vậy lúc mà mình bận rộn á, cái mình nấu con tô mì hay dĩa mì cái là xong. Quá trời nhiều topping luôn, ăn không hết luôn. Thịt là nấm, cải, hai cái mì luôn. Quá ngon. Đến đây mình cũng xin kết thúc cái video mì trộn rau cải nha mọi người. Mình xin bye bye và hẹn gặp lại mọi người những video sau.